Toàn cảnh vụ án VN Pharma giá đắt cho việc co rẻ tính mạng con người. Từ ngày 24 tới ngày 30 tháng 9 thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại công ty cổ phần VN Pharma, bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma và 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Hành trình VN Pharma nhập khẩu thuốc H Capital 500 mg. Tháng 10 năm 2013 thì VN Pharma đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc H Capital 500 mg do công ty Halic Pharma Celstico in Canada sản xuất. Tới tháng 10 năm 2013 thì cục quản lý dược đã cấp phép cho nhập khẩu. Và đến tháng 4 năm 2014, VN Phạc Ma mở tờ khai hải quan nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capital 500mg, trị giá hơn 250.000 đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 5,3 tỷ đồng. Tháng 5 năm 2014, thì VN Phạc Ma trúng thầu với giá 31.000 đồng cho một viên, tổng trị giá mặt hàng trúng thầu là hơn 14,6 tỷ đồng. Trên lệch 14,6 trừ đi 5,3 là 9,3 tỷ đồng. Chân dung của 12 bị can, trong đó trung tâm sẽ là Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1978, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma. Võ Mạnh Cường sinh năm 1978, Nguyễn Trí Nhật sinh năm 1975, Ngô Anh Quốc sinh năm 1984, Phan Cẩm Loan sinh năm 1973, Lê Thị Vũ Phương sinh năm 1982, Phan Xuân Thiện sinh năm 1977, Huỳnh Trúc Phi sinh năm 1988, Phạm Quỳnh Trang sinh năm 1980, Bùi Ngọc Duy sinh năm 1986, Phạm Văn Thông sinh năm 1954, Phạm Anh Kiệt sinh năm 1963. Diễn biến của vụ án từ năm 2013 đến năm 2014, thì công ty cổ phần VN Pharma nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capital điều trị ung thư do công ty dược tại Canada sản xuất. Ngày 19 tháng 9 năm 2014 thì Nguyễn Minh Hùng bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra. Tháng 3 năm 2015 thì Nguyễn Minh Hùng bị cơ quan điều tra truy tố về tội buôn lậu. Tháng 4 năm 2015 thì Bộ Y tế kết luận lô thuốc này chứa 97% hoạt chất Carbacetabina không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho con người. Tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu và giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị tuyên phạt 12 năm tù. Tháng 9 năm 2017, thanh tra chính phủ đã thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc do VN Pharma nhập về và việc chúng có thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty này trước khi xảy ra vụ án. Ngày 30 tháng 10 năm 2017, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Tháng 1 năm 2019 khởi tố thêm 3 bị can: Phan Xuân Thiện, nguyên phó tổng giám đốc VN Phạc Ma, Hoàng Trúc Vi và Phạm Quỳnh Trang. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Vinpharma. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Theo khoảng 2 điều 157, Bộ luật hình sự năm 1999, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chủng xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.